Kính thưa quý vị, mời quý vị nghe bài báo có tựa đề Sư thích minh tuệ đến từ đâu, tại sao phải dừng? Của BBC tiếng Việt Sư thích minh tuệ với đầu trần, chân đất đi bộ từ Nam Chí Bắc Ôm lõi nồi cơm điện để khất thực và nhặt vài vá lại thành áo Đã trở thành một hiện tượng xã hội nổi bật Cùng nhìn lại hành trình của ông và những tác động xã hội to lớn của hành trình ấy trong các video trên mạng xã hội, cũng như bài phỏng vấn với báo chí, Sư Minh Tuệ thường xuất hiện với nụ cười hiền lành và dáng vẻ. Cách nói chuyện khiêm nhường thường xưng là con. Việc tu sĩ này tự nguyện dừng đi bộ khất thực cũng khiến người dân bàn tán, đặt ra nhiều nghi vấn. Sư Thích Minh Tuệ là ai? Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam vào hôm 3 tháng 6 cho biết Sư Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú. Ông sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định. Ban tôn giáo chính phủ đồng thời thông tin rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo và vị hành giả không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Đề cập đến chặng đường tu tập của Sư Minh Tuệ, Ban tôn giáo chính phủ nêu Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã không ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội khiến lần đi bộ khất thực xuyên Việt lần thứ tư của vị tu sĩ thu hút được nhiều sự chú ý. Người dân ra đường đón tiếp cũng như đi theo ông ngày một đông. Cách tu tập của sư Minh Tuệ. Chia sẻ với báo giới, nhà sư đã xin phép gia đình xuất gia để được giải thoát từ năm 2015. Ông cũng có tu tập ở một ngôi chùa trong thời gian ngắn, được đặt pháp danh Thích Minh Tuệ. Sau khi rời chùa, ông vẫn giữ pháp danh Thích Minh Tuệ, khởi sự tu 13 hạnh đầu đà và bộ hành khất thực từ Nam Chi Bắc những năm qua sư minh tuệ không thuộc bất kỳ nhà chùa hay cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam theo tư liệu phật giáo pháp hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm trừ bỏ phiền não trên con đường tu tập gian khổ các vị hành giả đầu đà chấp nhận những thử thách khắc nghiệt về mặt vật chất khước từ mọi tiện nghi một cách giản lược thì các pháp hạnh này bao gồm mặc áo tự may từ vải nhặt được trên đường chỉ có ba y, ba áo thôi, khất thực để ăn, mỗi ngày chỉ ăn một bữa trước giờ ngọ, không xin nhiều thức ăn để dành, không nhận lời tới tịnh xá hoặc chỗ của cư sĩ để ăn, không ngủ trong tịnh thất hoặc nhà, chỉ ngủ nghĩa địa, gốc cây ngoài trời, du hành từ nơi này qua nơi khác, chỉ ngủ ngồi không nằm. Trong hàng đệ tử Phật, tôn giả Ca Diếp đã chọn đời giữ hạnh đầu đà. Trả lời BBC News tiếng Việt từ Sài Gòn, tu sĩ Thích Đồng Long của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và không được nhà nước Việt Nam công nhận, nhận xét. Bất cứ người nào hành trì theo những lời Phật dạy thì đều là người tu thật. Còn nếu người đó có tham gia bất kỳ một tổ chức nào hay là với vai trò gì nhưng đi ngược lại lời Phật thì đó là người giả tu, người không tu hành chân chính. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất viết về trường hợp sư Minh Tuệ như sau. Tu sĩ Thích Minh Tuệ là một người giữ giới luật tu theo hạnh đầu đà của phật dạy không nhà không cửa không chùa viện am thất rày đây mai đó ngày ăn một bữa mặc y phấn tảo ngủ dưới gốc cây nơi đất hoang nghĩa địa tự do tự tại không nơi cố định đúng phẩm hạnh một vị tu sĩ phật giáo mọi người ai cũng kính phục nói theo công nhận đúng là một tu sĩ phật giáo thì còn cần gì phải theo giáo hội này tổ chức kia cho thêm phiền phức buộc giảng cảm hứng từ sư minh tuệ Hành trình tu tập của sư Thích Minh Tuệ đã tạo cảm hứng cho nhiều người, với bằng chứng rõ ràng là đông đảo người dân ra đường chào đón, muốn được diện kiến ông ở các tỉnh thành mà ông đi qua, hàng triệu người trong và ngoài nước theo dõi ông trên mạng. Trước khi sư Minh Tuệ tự nguyện dừng đi bộ khất thực, một số thống kê cho biết có những thời điểm có hơn 70 người ăn vận giống nhà sư đã đi theo ông. Chuyến đi của vị hành giả đã trở thành nội dung chính cho nhiều tài khoản Facebook, kênh TikTok, YouTube. Với mỗi video phát trực tiếp thu hút hàng ngàn đến hàng chục ngàn người xem, đồng thời tổng lượt người xem đạt hàng triệu, lượt tương tác lên tới hàng chục ngàn. Vây quanh ông trên mỗi chặng hành trình luôn có hàng chục người quay video để phát lên các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh của sư thích Minh Tuệ cũng được thương mại hóa. Rất nhanh chóng, đã, các sản phẩm thời trang như áo thun, áo polo, có thiết kế dựa trên y phục sư minh tuệ, đã xuất hiện ở một số sàn thương mại điện tử phổ biến tại Việt Nam. Không chỉ thời trang, người tiêu dùng còn có thể tìm các sản phẩm khác liên quan đến vị hành giả như tranh tráng gương, tranh kỹ thuật số, đồng hồ treo tường in hình sư thích minh tuệ. Với đa dạng mức giá, từ dưới 100.000 đồng cho đến hơn 300.000 đồng. Một số trang bán hàng đã cho ra mắt sản phẩm lịch để bàn năm 2025 với sư minh tuệ là hình ảnh chủ đạo. Một bài viết trên báo VinExpress ngày 23 tháng 5 cho biết ca sĩ Thu Phương mặc chiếc đầm trị giá tới 2,5 triệu đồng lấy cảm hứng từ trang phục sư minh tuệ. Bên ngoài các hoạt động thương mại, nhiều người đã đúc tượng, vẽ tranh, cắt kiểu tóc có hình mặt của ông để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tranh cãi Nói về hiện tượng thích minh tuệ, Sư Thích Đồng Long nhận định với BBC News tiếng Việt rằng đây là một trường hợp hiếm có. Trong lịch sử, kể từ thời Đức Phật hơn 2.500 năm trước đến nay, tôi nghĩ cũng có nhiều vị đã từng thực hành những hạnh như thế. Nhưng trong thời kỳ 4.0 này thì trường hợp của Thầy Minh Tuệ là rất hiếm. Hiếm có một người có thể thực hành theo lời Phật dạy như vậy, nên đây cũng là cơ hội tốt để người dân tự nhìn lại mình trong một thời đại chuộng vật chất như bây giờ. Nhà sư nói tiếp. Ông Bửu Nguyễn, nghiên cứu sinh ngành Phật học ứng dụng tại Nantian Institute, Úc, cho rằng cá nhân ông Minh Tuệ phần nào mang lại hy vọng cho nền Phật giáo Việt Nam đang suy thoái. Khác những lời ca tụng và ủng hộ sư thích Minh Tuệ có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội. B. Mặt trận báo chí Việt Nam xuất hiện nhiều bài viết theo chiều hướng kêu gọi cảnh giác. Bài viết Khi kiếp nạn sinh ra từ ngáo mạng xã hội trên báo Công an Nhân dân hôm 26 tháng 5 tập trung phê phán phản ứng của cộng đồng mạng trước hiện tượng sư thích minh tuệ thay vì đi vào phân tích chi tiết về cách tu hành của sư. Bài viết đồng thời khẳng định việc tu tập của sư minh tuệ quá ư là bình thường, đặt nghi vấn liệu ca tụng thái quá có đúng với tinh thần trung đạo hay không. Một bài viết khác trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam vào ngày 1 tháng 6 cho rằng Hình ảnh sư minh tuệ đi bộ tu hành đang bị các thế lực thù địch lợi dụng để phỉ báng, công kích giáo hội Phật giáo Việt Nam và chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Truyền thông trong nước cũng đưa tin về các trường hợp sốc nhiệt khi bộ hành theo sư minh tuệ, trong đó có một người đã tử vong. Người nổi tiếng trong ngành giải trí Việt Nam cũng tham gia vào cuộc tranh luận, trong đó có diễn viên Angela Phương Trình. Cô này được biết đến là đệ tử của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thi Chùa Thiền Tôn Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tảo. Với tài khoản Facebook hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, nữ diễn viên đã có những bài viết công kích Sư Thích Minh Tuệ, cũng như đoàn người đi theo ông. Một số bài viết của cô cho rằng nhà sư có tổ chức ngầm chỉ đạo để tàn phá Việt Nam, lật đổ Phật giáo. Sư phụ của cô này là Thượng tọa Thích Chân Quang, thì xuất hiện trong một video chỉ trích sư thích minh tuệ, gọi ông là thằng ba trợn. Báo công thương dù thừa nhận phát ngôn của nữ diễn viên chưa đúng, nhưng lưu ý rằng người dân cũng cần phải cảnh giác. Trong khi đó, nhiều tài khoản mạng được cho là của những người ủng hộ sư minh tuệ cũng có những bình luận gây tranh cãi, trong đó có các lời chỉ trích gay gắt nhằm vào các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Quảng Trị là nơi từng xảy ra tranh cãi khi quản lý một nghĩa trang không cho đoàn của Sư Thích Minh Tuệ nghỉ qua đêm. Còn Huế là nơi Sư Thích Minh Tuệ dừng chân vào chiều 26 trước khi biến mất trong đêm. Quan điểm của chính quyền Sự thu hút đông đảo của Sư Thích Minh Tuệ đã khiến các tổ chức Phật giáo do nhà nước quản lý lên tiếng. Vào ngày 16 tháng 5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra công văn gửi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Công văn ghi: Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam vào thời điểm đó cũng ra thông báo khẳng định Ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đề nghị các địa phương quan tâm không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Công văn của Thượng tọa Thích Đức Thiện về sư Thích Minh Tuệ đã nhận nhiều ý kiến chỉ trích, trong đó nổi lên câu hỏi về quyền và tư cách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc công nhận tu sĩ Phật giáo. Liên quan đến các văn bản này, tu sĩ Thích Đồng Long cho rằng quan niệm không theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không phải tu là một cách nhìn rất sai lầm, thể hiện sự thiếu tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 6, thời điểm mà Sư Minh Tuệ biến mất khi đang trên bộ hành tại Thừa Thiên Huế, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết các cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực Cuối phần thông báo là lời kêu gọi. Để bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỳ cương, vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Một số phát ngôn của sư Minh Tuệ. Sư Thích Minh Tuệ là người thực hành, ông không có những bài giảng pháp cao thâm, tuy nhiên những lời nói chân chất, mộc mạc của ông chính là điểm thu hút đông đảo công chúng. Con là người Việt Nam đi tập học theo lời Phật dạy, không nhận tiền bạc của ai dưới bất kỳ hình thức nào họ cho ngày một bữa vào buổi sớm rồi thì con không nhận nữa con không phải là sư hay thầy gì cả không thuộc giáo hội gì không nam tông hay bắc tông khi có người hỏi tại sao ông không tu ở chùa sư minh tuệ trả lời có người đang ở nhà yên lành thì bỏ nhà đi vào chùa có người vào chùa rồi thì lại bỏ chùa mà đi không còn mê đắm gì nữa hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời mục đích không nhằm truyền tải điều gì bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ, con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Báo VN Express dẫn lời ông trong một bài viết đăng tải vào ngày 17 tháng 5. Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Khi di chuyển, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở, thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa. Sư Minh Tuệ nói tiếp. Ông được đánh giá như thế nào? Nhà sư Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện Minh Đạo tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã có lời tán thán, bày tỏ sự mến mộ đối với sư Minh Tuệ. Vị tỳ kheo nói hình ảnh nhà sư lặng lẽ đi hành đạo đã làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử Nam Châu. Tuy nhiên, cũng vì sự tán thán này mà sư Thích Minh Đạo bị giáo hội Phật giáo địa phương kiểm điểm. Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ với BBC News tiếng Việt từ Hà Nội rằng nhiều người dân cảm thấy vui mừng vì sư Minh Tuệ và lối tu của ông là tín hiệu cho sự trở lại của đạo pháp chân chính, sẽ làm lu mờ những pháp tu mê mị dân chúng, chủ yếu để thu tiền cúng trong thời gian gần đây. Nhà sư Thích Đồng Long cho rằng sư Minh Tuệ là người đầu tiên có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với quần chúng Phật tử tại Việt Nam sự buông bỏ trong pháp tu của sư Minh Tuệ khiến nhiều người ái mộ. Nhà báo Cù Mai Công, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi trẻ, một cây bút viết sách về Sài Gòn xưa, nói với BBC News tiếng Việt ngày 6 tháng 6, điều thuyết phục trong việc hành tu của sư Minh Tuệ với rất nhiều người, không chỉ Phật giáo mà cả các tôn giáo khác, đó là sự buông bỏ của một ý chí kiên cường đến không thể tin nổi. Một người thực hành tôn giáo ẩn danh chia sẻ với BBC News tiếng Việt Tôi thấy hình ảnh cũng như cách gọi là tu tập của ông Lê Anh Tú thật hay. Dù thế nào đi chăng nữa, cung cách sống hay có thể nói tu của ông toát lên vẻ đẹp của đời tu, nhất là trong chuyện buông bỏ. Tại sao ông dừng lại? Ban tôn giáo chính phủ, như đã đề cập ở trên, thông tin rằng Sư Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực vào hôm 3 tháng 6 vì nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ công dân. Nhưng theo tìm hiểu của BBC, mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Vào ngày 2 tháng 6, sau khi Sư Thích Minh Tuệ và dòng người đi theo đến tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn đã được điều hướng đi theo đường tránh thay vì đi qua trung tâm thành phố Huế. Đến sáng sớm hôm sau, khi mọi người đến khu vực nơi Sư Thích Minh Tuệ nghỉ ngơi vào tối hôm trước, họ không còn thấy bóng dáng của ông. Nhiều người dân bày tỏ lo lắng cho ông Minh Tuệ và mong muốn thấy ông để xác nhận rằng vị hành giả vẫn bình an. Bên cạnh thông tin sư thích minh tuệ, mất tích bí ẩn, hình ảnh vị tu sĩ này được một cán bộ công an lấy dấu vân tay cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Báo chí trong nước sau đó đồng loạt đưa tin ông được đưa đi hỗ trợ làm căn cước công dân. Báo pháp luật Tâm Phố Hồ Chí Mâm hôm 4 tháng 6 thông tin rằng công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện việc làm căn cước này. Một hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe cảnh sát biển số 75A thừa Thiên Huế chở theo một số người có ngoại hình giống nhà sư. Tuy nhiên, do chất lượng ảnh không rõ nên không thể xác định chính xác. Cũng trong sáng 3 tháng 6, một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một nhóm nhà sư đang ăn uống tại một quán phở ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nhóm người này được xác định là những người từng tham gia đoàn cùng sư Thích Minh Tuệ, nhưng không có hình ảnh nào ghi nhận sự hiện diện của ông. BBC đã liên lạc với quán phở nói trên và được xác minh đúng là những nhà sư kia đã đến quán vào khoảng 8 giờ sáng ngày 3 tháng 6. Các thầy kể lúc tối chính quyền vào cuộc tách mọi người ra hết, mỗi nhóm mỗi nơi, cho nên bây giờ các thầy cũng không biết thầy Minh Tuệ ở đâu. Nhân viên quán thuật lại với BBC. BBC đã nhận được nhiều thông tin cho biết đoàn đã bị giải tán ngay trong đêm khi đang nghỉ chân gần thành phố Huế chứ không phải tự nguyện như thông báo của chính quyền. Cho đến ngày 8 tháng 6, tức 5 ngày sau khi ông biến mất, người yêu mến ông vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, ông đang ở đâu? Ông có được tu tiếp hay không? Ông có an toàn không? Một số thông tin cho biết ông đang ẩn tu tại Gia Lai, nhưng không có bằng chứng chắc chắn cho thấy điều đó. Nhiều người nhắc lại trường hợp nhà sư Minh Đăng Quang người khai sơn hệ phái khất sĩ Việt Nam. Nhà sư Minh Đăng Quang cũng đã đột ngột biến mất mãi mãi vào một ngày đầu năm 1954, sau khi các hành trình của ông được đông đảo dân chúng quan tâm và hưởng ứng. Phật giáo Việt Nam Hiện tượng thích minh tuệ bùng phát trong thời điểm những bê bối của nhiều nhà sư trong nước khiến niềm tin người dân Việt Nam phần nào lung lay. Nhiều người gọi đây là thời mạt Pháp. Nổi bật có thể kể đến vụ xá lợi tóc Đức Phật do Sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, tổ chức trưng bày vào cuối năm 2023. Các phát ngôn gây ồn ào về nhân quả, lời kêu gọi cúng dường, phát ngôn chỉ trích các nhà sư khác của Thượng tọa Thích Trân Quang, các cuộc khẩu chiến giữa Sư Thích Nhật Tử và Sư Thích Trúc Thái Minh khiến nhiều người đặt câu hỏi nghi ngờ về các vị sư này, thậm chí bày tỏ quan ngại về hiện trạng của Phật giáo Việt Nam. Tu sĩ thích nhuận nghi trụ trì chùa Từ Đức ở tỉnh Đồng Nai đã xin hoàn tục vào đầu năm 2022 sau những hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm giới luật. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập theo chỉ đạo của chính quyền. Đây là tổ chức Phật giáo duy nhất được công nhận hợp pháp, đại diện cho Phật giáo Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức này hiện có gần 5 triệu thành viên, nhiều vị tu sĩ trong đó tham gia chính quyền và là đảng viên Đảng Cộng sản. Song song với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vẫn tồn tại các tổ chức tôn giáo độc lập khác, bất chấp việc không được chính phủ Việt Nam thừa nhận. Nhiều nhà sư tự tu như sư Thích Minh Tuệ, hoặc theo các tổ chức độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho biết họ bị chính quyền làm khó dễ, thậm chí đàn áp. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe bài thông bạch của Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hiện nay, tại Việt Nam xuất hiện một vị tu sĩ tên là Thích Minh Tuệ, nổi tiếng khắp thế giới, người tu hạnh đầu đà, một hạnh khó khổ nhất trong đạo Phật. Trong Phật giáo, có nhiều phương pháp tu hành tùy thế sở, sở thích, căn cơ, mỗi người tự chọn cho mình một pháp tu. Như Ngài Ma Ha Diếp là vị tu hạnh đầu đà đệ nhất, Ngài Xá Lợi Phất là tri huệ đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Mỗi vị tu theo một hạnh tùy thích, tu hạnh nào cũng được. Riêng tu theo hạnh đầu đà là đơn giản nhưng khó khổ nhất. Cần thiết phải có một cơ thể mạnh khỏe, cường tráng, chịu đựng được sương gió, đói khát, nóng lạnh. Vì hạnh tu này phải tuân theo 13 pháp khổ hạnh như Ăn ngày một bữa, trước giờ ngỏ, mặc y phấn tảo, tức là dùng vải vụn. Người ta đã vứt bỏ, chắp vá lại thành cây y để dùng, và chỉ có ba y, không được nhiều hơn, ngủ ở dưới gốc cây, ở rừng, nơi đất trống hay nghĩa địa, đi chân đất, không mang giày dép. Khó vô cùng, nói chung là phải ít muốn, biết đủ tinh tấn, viễn ly, nên rất ít người tu theo hạnh này được. Thầy Thích Minh Tuệ đã giữ giới và tu đúng theo 13 hạnh đầu đà của Phật dạy, nên ông đúng là một tu sĩ Phật giáo, một tu sĩ kiệt xuất nhất, rất hiếm khi xuất hiện. Nhiều Phật tử thắc mắc rằng, Tu như vậy, nếu đúng là tu sĩ Phật giáo, thì xây chùa chiền, am thất để làm gì? Việc này, trong Kinh Na Tiên Tỳ Kheo đã có giải thích rõ ràng. Trong câu hỏi thứ 125, Mi Tiên vấn đáp, khi vua Mi Đà chất vấn Ngài Na Tiên rằng, Phật dạy người tu hành như nai trong rừng, dày đây mai đó, muốn ăn, muốn ngủ chỗ nào cũng được, không cố định nơi nào, tự do tự tại, đó là hạnh của Tỳ Kheo. Nhưng có nơi khác, Phật lại dạy rằng, người Phật tử nên xây lập chùa viện, am thất để chư tăng có nơi chỗ an ổn tu hành, thì phước đức vô cùng to lớn, kiếp sau có thể sanh lên các cõi trời người, an lạc, sung sướng vô cùng, và cũng có thể dứt được sanh lão bệnh tử, giải thoát niết bàn. Phật dạy hai lời như vậy, thì cái nào đúng, cái nào sai? Ngài Na Tiên trả lời nhà vua rằng, cả hai điều này, Phật dạy đều đúng cả. Thứ nhất, Phật dạy thầy tỳ kheo sống tự do tự tại, dày đây mai đó, như nai trong rừng, cái ý chính là dạy cho chư tăng không được đắm chấp, lưu luyến, dính mắc chỗ nào cả. Còn điều thứ hai, Phật dạy người Phật tử nên xây dựng chùa viện, am thất để chư tăng có nơi cư ngụ an ổn, sẽ được phước đức. Là vì nếu không có chùa viện, am thất thì các Phật tử lấy đâu có nơi để học hỏi, tham vấn giáo lý. Chư tăng lấy đâu chỗ để truyền giới cho đệ tử, để phổ biến giáo lý rộng rãi, để phật pháp được lưu truyền lâu dài đức phật không có chỗ nào ngăn cấm chư tăng không được ở chùa viện am thất cũng không có chỗ nào khuyên bảo chư tăng phải ở trong rừng dưới gốc cây nơi nghĩa địa điều quan trọng là muốn chư tăng không được lưu luyến dính mắc đắm chấp nơi nào mà phải sống đời thanh thản tự do tự tại mới đúng phẩm hạnh của một vị tỳ kheo ngày xưa thời phật còn tại thế chỉ có tăng đoàn còn gọi là giáo đoàn để phân biệt tu sĩ và cư sĩ tại gia. Nhưng trong hoàn cảnh ngày nay gặp thời mặt pháp mà chướng rất nhiều, một mình rất khó tu, nên chư tăng phải hòa hợp, đoàn kết lại để bảo vệ lẫn nhau, tránh các sự phá rối từ bên ngoài. Nên mới có các tổ chức giáo hội. Và một thắc mắc nữa là sư thích Minh Tuệ có đúng là một tu sĩ Phật giáo không? Việc này tu sĩ thích Minh Tuệ cho biết rằng ông đã xuất gia vào chùa tu và được pháp danh là thích Minh Tuệ và ông đã giữ giới, tu đúng theo 13 hạnh đầu đà mà Đức Phật đã dạy. Vậy thì rõ ràng, ông là một tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ Thích Minh Tuệ là một người giữ giới luật, tu theo hạnh đầu đà của Phật dạy, không nhà không cửa, không chùa viện, am thất, rầy đây. Mai đó, ngày ăn một bữa, mặc y phấn tảo, ngủ dưới gốc cây, nơi đất hoang, nghĩa địa, tự do tự tại, không nơi cố định, đúng phẩm hạnh một vị tu sĩ Phật giáo. Mọi người ai cũng kính phục, noi theo, công nhận đúng là một tu sĩ phật giáo thì còn cần gì phải theo giáo hội này tổ chức kia cho thêm phiền phức buộc giảng cách đây hơn sáu năm sư minh tuệ đã vân du tứ phương từ nam ra bắc rồi ngược lại thầy độc hành trên con đường vạn dặm để mang ánh sáng từ bi trí tuệ của phật giáo đến với mọi người nhất là người dân và phật tử bên kia vĩ tuyến còn rất mơ hồ về phật giáo và gần đây đạo hạnh của thầy đã tỏa sáng tâm từ của thầy đã làm cảm động lòng người và quỷ thần nên đã có hàng ngàn hàng chục ngàn rồi đến hàng trăm ngàn người đã tháp tùng cùng thầy từng đoạn trên đường thầy đi qua tham đỏ hoa hương và những tấm lòng người phật tử từ khắp nơi tìm đến đã tạo ra một biển người làm nhà cầm quyền hoàng sở tình yêu và sự ngưỡng mộ của người dân và phật tử dành cho thầy minh tuệ làm lu mờ tất cả mọi thần tượng của chế độ làm sụp đổ tương lai của một giáo hội được thành lập và nuôi dưỡng bởi nhà cầm quyền và cũng làm cho nhiều thế lực khác đứng trước một thách thức chưa từng có trong lịch sử khi sự tồn vong của mình bị đe dọa. Nhà cầm quyền đã quyết định vô hiệu hóa thầy Minh Tuệ bằng cách tách thầy ra khỏi Phật tử và người dân, an trí thầy một nơi để họ dễ kiểm soát. Việc làm này đi ngược lại lòng dân và Phật tử. Nhà cầm quyền có thể kiểm soát xã hội nhưng không thể kiểm soát được lòng người. Kể từ đây lòng dân và phật tử sẽ oán trách nhà cầm quyền và cả tổ chức phật giáo do nhà cầm quyền thành lập đã tiếp tay cho nhà cầm quyền và cũng kể từ đây phật giáo sẽ là nơi quy ngưỡng của người dân việt trên ba miền đất nước và trên thế giới có thể một số chùa viện phật giáo sẽ giảm lượng phật tử đến viếng nhưng trong lòng mỗi người việt nam đã dựng lên trong đó một nơi thờ cúng trang nghiêm cho phật đà và tất nhiên trong đó có thầy thích minh tuệ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hoan hỷ, đón chào sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ, ủng hộ Thầy, tiếp tục con đường tu hạnh đầu đà và cũng cảm ơn Thầy Minh Tuệ đã thổi một luồng gió mới vào xã hội Việt Nam, đã suy đổi đạo đức và mất niềm tin vào đạo Phật. Yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn trọng sự chọn lựa tu hạnh đầu đà của Thầy Minh Tuệ mà không can thiệp. Hãy để Thầy Minh Tuệ vân du tứ phương, khai hóa người dân, làm cho xã hội từ đó tốt hơn tử tế hơn và văn minh hơn con chim là của bầu trời con cá là của biển khơi đem nhốt con chim vào lồng nhốt con cá vào chậu là bức tử nó thầy minh tuệ sẽ ra sao nếu thầy bị tách ra khỏi người dân và phật tử bị tách ra khỏi những nẻo đường quê hương đất nước từng trải ra dưới bước chân thầy mong rằng các nước các chính phủ hãy tuân theo hiến trương liên hiệp quốc tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo không giàn áp những người tu hành. Ai muốn tu theo đạo nào, tu cách nào tùy thích để được an ổn tu hành. Đó là điều mong muốn nhất hiện nay của những người theo tín ngưỡng, tôn giáo. Kính chúc Quý Hòa Thượng, Thượng Tỏa, Đại Đức Tăng, Ni và Quý Thiện Tín, Phật tử một mùa hạ an cư trang nghiêm, thanh tịnh. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, mùa an cư năm Giáp Thìn 2024. Hội đồng điều hành tăng đoàn Giáo hội Phật giáo thống nhất. Kính thưa quý vị, việc thầy Thích Minh Tuệ buộc dừng việc đi bộ khất thực đã khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy tiếc nuối. Sự xuất hiện của thầy đã mang lại rất nhiều cảm xúc và những lợi ích khó có thể diễn tả. Dù thầy có tiếp tục con đường này hay không thì con đường ấy vẫn luôn mở ra phía trước. Ngài Thích Minh Tuệ luôn hiện diện, không còn cái tôi, không còn sân hận, không có tài sản thậm chí không màng đến mạng sống của mình ngài coi mọi người đều là người thân nhưng cũng đồng nghĩa với việc ngài không có ai để khống chế hay kiềm thỏa bởi không ai có thể dựa vào điểm yếu của ngài để làm điều đó ngài không có điểm yếu chính xác hơn không điều gì có thể làm ngài lung lay vì thế mọi sự dày vỏ diễu cợt hay nhục mạ đều không có ý nghĩa gì đối với ngài chúng chỉ phản ánh mức độ tâm thức và tính cách của những kẻ đối xử với ngài mà thôi trong hơn một tháng qua tôi tin rằng đã có nhiều người thực sự theo ngài một cách đúng nghĩa họ âm thầm thực hành tu tập giống như ngài không cần phải xuất hiện bên cạnh ngài hay chạy theo ngài họ nhận thức được rằng ngài đã đạt tới một giới cao siêu và họ cần thời gian để tu luyện nhằm đạt được cảnh giới đó họ có khả năng tự vạch ra con đường cho mình chỉ là chúng ta chưa nhận ra họ giống như chúng ta chưa biết đến ngài nhiều năm về trước trong số những người thực sự phát tâm đi theo ngài trong thời gian vừa qua tôi tin rằng có một số người sẽ tiếp bước con đường mà ngài đã đi những người này đã chứng thực cảnh giới của ngài và sẽ nỗ lực để đạt tới đó dù họ không có khả năng tự vạch ra con đường cho mình tôi tin rằng một số người trong số họ sẽ thành công thời gian ngắn ngủi vừa qua đã chứng minh được quyết tâm của họ. Hơn một tháng qua, với sự xuất hiện của ngài trên mạng xã hội, không biết bao nhiêu mặt nạ đã rơi xuống. Những chiếc mặt nạ mang hình cứu độ chúng sanh, tôn kính Phật, từ bi, độ lượng và cuối cùng là hỗ trợ đã bị lột ra. Sự xuất hiện của ngài đã khiến nhiều người noi gương và dù ai đó có làm gì với ngài, ngài vẫn sẽ hiện diện đâu đó xung quanh chúng ta. Ngài vẫn luôn tồn tại trong cuộc đời này. Hành giả minh tuệ, người bộ hành diệu kỳ. Kính đảnh hành giả. Giữa năm, năm 2021, khi lệnh phong tỏa dịch bệnh COVID có hiệu lực, buộc phải làm việc ở nhà. Vào thời điểm đó, bàn làm việc trong phòng ngủ có ba màn hình, một màn cho công việc, một màn trade chứng khoán, màn còn lại để nghe thầy Pháp Hòa giảng đạo. Tình cờ coi vài clip về một vị khất sĩ nhỏ thó, quấn y tùm lum màu, lúc nào cũng xưng con về YouTuber. Trong bụng nghĩ, lại một thằng ăn mày ớt ơ, mấy cô YouTuber đói view làm clip linh tinh. Hai năm sau, 2023, khi xem clip của nhân gà phỏng vấn trên hang núi Sản, Khánh Hòa, lại là ông sư đó. Nhưng lần này, trong lúc ngồi chờ máy bay tử vinh, nên kiên nhẫn nghe sư trả lời, thật thà và khiêm hạ, mọi thứ từ kinh kệ bỗng trở nên dễ hiểu. Ông chính là Minh Tuệ. Sinh 19 tháng 5, 1981, ngày âm lịch là 16 tháng 4, chỉ tay chữ nhất, nghe cha thầy kể bị đẻ rơi ngoài đường. Lúc học phổ thông là lớp trưởng, đủ tuổi đi nghĩa vụ quân sự, lại vượt một năm, ba năm. Sau khi giải ngũ, thầy học địa chính và làm cho một công ty đo đạc. Năm 2013, thầy nghỉ làm, tự nghiên cứu Phật Pháp, tập ăn chay, tập ăn ngày một bữa. Năm 2015, thò xa đi ở một ngôi chùa ở Hà Tĩnh, sau đó vào Tây Ninh tu học tại một tu viện khá nổi tiếng. Cuối năm 2018, thoát ly khỏi chùa, thực hiện bộ hành, tu theo pháp đầu đà, quyết xả ly hoàn toàn. 6 năm đi bộ được 4 vòng từ Nam Chí Bắc. Đầu tháng 4 năm 2024, Thầy được Phật tử, đại chúng biết đến, tạo nên làn sóng kính thần không chỉ tại Việt Nam, còn ra hải ngoại. Ngày 3 tháng 6 năm 2024, Ngài đã đột nhiên bốc hơi. Hình ảnh cuối cùng được thấy là lúc được cho là công an đang làm căn cước công dân. Người ta mến kính thầy, đó không phải là sự u mê hay cuồng tín, mà đó là do sự trong sáng của một tu sĩ quyết học Phật tròn tâm trọn xác xả ly hoàn toàn. Với Thầy, Phật Pháp trở nên đơn giản dễ hiểu như câu nói thường trực của Thầy cho đại chúng ăn chay, giữ giới, làm lành. Chỉ trong một tháng, Thầy khiến nhiều người biết đến thấu hiểu Phật Pháp không phải là việc cúng dường để được phước mà phước phải tự do tu tập, sửa mình, sống lành với nhân gian. Những câu nói đáng nhớ của Thầy Nếu còn sống, còn thân người, con sẽ tiếp tục tu, giả dạ, mọi người cứ ăn chay giữ giới làm lành anh đánh con con không giận con vẫn mong anh hạnh phúc con thấy nụ cười của người cho con đồ ăn khi khất thực con thấy sự đỏ mặt căng thẳng khó chịu của người mắng chửi con thân này con không tiếc lỡ xe đụng có chết thì quăng cho cá ăn cũng được con không đặt ra vấn đề trách nhiệm con không đọc chú đại bi vì nếu chú đại bi để làm tâm an xua đuổi ma quỷ thì không còn từ bi họ ở đó rồi sao đuổi họ đi con đi cho tới chết nếu đóng cửa nhập thiền thì cũng đâu biết mình còn sân hay không mình phải đi phải tiếp xúc mọi người mới xem cái tâm sân tâm dục mình còn khởi không miếng cơm khất thực đức thế tôn đã nói như hòn sắt nung mình ăn vô cũng quặn lỏng nên tuyệt đối phải giữ giới con mong mọi người hạnh phúc mọi người đều là cha mẹ anh em của con dù thầy có bị gọi là được dựng lên hay dù thầy là một kế hoạch nào đó thì với tôi, thầy là sứ giả của Đức Phật xuất hiện để nhắc với chúng ta rằng sự vô thường của cuộc đời này, sự dư thừa của lòng tham muốn và sự quý của thân người nếu dành cho tu tập để có cơ may thoát vĩnh viễn vòng luân hồi Triền miên. Xin gọi ngài, hành giả Minh Tuệ, người bộ hành diệu kỳ, chính quyền thiếu khôn ngoan khi giải quyết hiện tượng Minh Tuệ. Bài viết của tác giả Thái Hảo ngay ở bài viết đầu tiên về sư Minh Tuệ gần hai tháng trước. Tôi đã nhận định rằng ông sẽ sớm phải ẩn tù. Việc ông dừng hành cước, dù là với nguyên nhân gì, là một điều hoàn toàn có thể nhìn thấy trước được. Nhưng cái cách như đã diễn ra đêm qua ở Huế thì quả là đáng buồn và đáng thất vọng. Một lần nữa tôi lại thấy chính quyền thiếu một quyết định khôn ngoan, đó không phải là cách hay để giải quyết một vấn đề văn hóa. Văn hóa phải giải quyết bằng văn hóa. Bởi thế, từ khi hiện tượng minh tuệ nóng lên, tôi cũng đã viết và mong mỏi chân thành và tha thiết rằng đây là cơ hội để các ban ngành các cơ quan liên quan vừa xiển dương một biểu hiện của văn hóa tâm linh đẹp đẽ vừa tích cực phân tích tuyên truyền để đông đảo người dân hiểu đúng giáo lý nhà phật đồng thời để họ biết cách ứng xử hợp lý văn minh không gây thành đám đông ngày một lớn như đã thấy thay vào đó là vừa tự nâng cao đời sống tinh thần vừa không quấy quả người tu hành Tiếc thay, tất cả những việc đó đã dường như không được thực hiện một cách chủ động, bài bản, có hệ thống và nhất quán, mà thay vào đó là liên tiếp các hành động gây hiệu ứng ngược, từ các bài viết như trên trang Phật giáo đời sống, đến các phát biểu méo mó của nhiều nhà sư chính thống, rồi công văn của giáo hội hay ứng xử của cán bộ địa phương như chủ tịch một xã ở Quảng Trị, vân vân và vân vân. Tất cả đều không phải là các giải pháp văn hóa. Và cho đến đêm ngày 2 tháng 6, sau một hành động nhanh gọn, không có họ hàng gì với ứng xử văn hóa, đoàn người đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Tôi tin rằng sư Minh Tuệ vẫn an toàn và ông sẽ an toàn. Điều đáng tiếc là, như đã nói, chính quyền nhất là các ngành liên quan đến văn hóa đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để vừa góp phần xây dựng một nếp sống đẹp cho người dân, vừa tự quảng bá cho hình ảnh của chính mình. Không gì chứng minh mình là một chủ thể văn hóa hiệu nghiệm cho bằng cách ứng xử có văn hóa, khôn ngoan và cao thượng. Tiếc thay, nhưng có lẽ như thế mới đúng và chẳng nên ngạc nhiên làm gì. Tu sĩ Minh Tuệ đã hoàn thành công hạnh, ban tôn giáo đã đánh mất Phật giáo như thế nào? Bài viết của tác giả Trần Kim Đoàn Thực trạng mất còn của Đạo Phật trong suốt 2 năm năm 68 năm qua không nằm trong quy ước mất còn của thế tục bởi bản chất cứu khổ của Đạo Phật không tính bằng đơn vị cân đo đong đếm của đời thường. Phật giáo mất như thế nào? Đây không còn là một câu hỏi mà thật ra cần một câu trả lời. Phật giáo là một biểu tượng thanh thoát của đời sống tinh thần bình thường mà an lạc. Bởi vậy, sự lẩn quẩn trong một thế giới chỉ thấy vật chất và hình tướng bị nguyên tắc bao quanh thì dẫu cho ở chốn đại thiền môn chùa to tượng lớn, tứ chúng rầm rộ, lễ lạc tưng bừng thì cũng vắng bóng đạo Phật ví như biển nước đục ngầu dậy sóng, thì làm sao thấy được bóng trời xanh. Cho nên cái được trong Phật giáo rất có thể là cái mất giữa đời thường và ngược lại. Sau khi đắc đạo trở về thăm lại Hoàng Cung và Phụ Vương, Đức Phật đã gặp lại người anh em họ đầy tỵ hiểm và ganh tị. Thấy Đức Phật đi chân đất, tay ôm bình bát khất thực, mình choàng tấm áo cà sa đơn giản, để bà Đạt Đa nhếch mép cười thách thức và hỏi, Thế anh ra đi bao lâu, 6 năm khổ hạnh để được cái gì? ta mất đi nhiều hơn là được mỉm cười đức phật trả lời thảo nào đấy là một sự thất bại lớn để bà đạt đa kêu lên và cười to thỏa mãn chẳng cần quan tâm giao động thị phi đức phật nhẹ nhàng hóa giải ta mất đi lòng tham danh lợi mất hết tức giận hận thù mất hẳn si mê bám chấp và bảo thủ mất nhiều mà chỉ được một đó là thân tâm thường an lạc năm năm trăm hai diện kiến đạt ma tổ sư lương vũ đế hỏi từ ngày lên ngôi tới nay Trẫm đã cho xây nhiều chùa to tượng lớn, ấn tống kinh sách, hào độ hàng vạn tăng chúng. Công đức như thế có lớn không? Đạt Ma đáp, chẳng có gì đáng kể cả. Tại sao hộ pháp độ tăng nhiều như thế mà lại không có công đức gì cả? Bởi vì những việc vua làm chỉ là nhân hữu lậu. Đấy chi là những thành quả nhỏ trong vòng nhân thiên, ảo tướng tùy hình, có mà chẳng thật. Như thế, thật tướng công đức là gì? Đạt Ma thuyết, tâm thanh tịnh, thể trống không rỗng lặng mới thật là công đức, công phù, vì thế không thể lấy việc thế gian mà đo lường được. Và có bao nhiêu cái được đời thường hóa ra là mất trong tầm nhìn Phật giáo. Sau cuộc đấu tranh đòi hỏi quyền tự do và bình đẳng tôn giáo năm 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tôn giáo Chính phủ với khẩu hiệu Dân tộc đạo pháp xã hội chủ nghĩa. Đại chúng Phật giáo nghiêm khắc đặt vấn đề, có chăng thay khẩu hiệu độc lập, tự do, hạnh phúc bằng độc lập, tự do, giải thoát, liệu ban tôn giáo có khả dĩ chấp nhận được chăng? Một đạo Phật truyền thống, vô hình chung bị cột buộc vào một chủ nghĩa chính trị và xã hội của thế lực cầm quyền, thì sự phát triển của Phật giáo tất nhiên sẽ bị rẽ hướng theo nhu cầu chính trị thế quyền. Và hơn 40 năm qua, Phật giáo Việt Nam đã trở thành một phương tiện của chính quyền về mặt lãnh đạo, tổ chức và sinh hoạt. Vai trò của Phật giáo đối với đất nước suốt dòng lịch sử là gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Tổ quốc điêu tàng thì đạo pháp cũng suy vong. Thời thịnh trị có sự đồng hành tương tác giữa tôn giáo và thế lực lãnh đạo, như thời đại Lý Trần, Phật giáo đóng vai trò tham vấn về đạo lý và sức mạnh tinh thần cho vua quan, ứng dụng tinh thần thân dân và thực hiện vai trò bảo vệ đất nước. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng cởi cầm bào khoác chiến bào chống xâm lăng và khi Tổ quốc bình chỉ thì treo chiến bào để khoác áo cả sa. Những thiền sư vạn hạnh, khung Việt, tuệ trung là những nhà tham vấn lỗi lạc làm chỗ dựa cho vua Quang trong quá trình trị nước an dân. Nhưng một khi tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào đã biến thành phương tiện làm đẹp tinh thần của chính trị thế quyền thì tôn giáo đó chỉ còn là những cổ xe tứ mã để trang điểm cho người nắm quyền lực, hơn là còn có được một vai trò dù là khiêm tốn đến mức nào để có cơ hội đóng góp cho quá trình trị nước an dân. Đánh mất là khi đã cầm trên tay nhưng để rơi ra ngoài tầm hành hoạt. Đạo Phật đã rơi khỏi tay của ban tôn giáo khi quan hệ tương tác giữa đôi bên không còn là đối thoại song phương mà thi hành chỉ thị. Hoạt động nội bộ của đạo Phật như bổ nhiệm trụ trì tấn phong đạo vị, hoàn thiện nhân sự cho giáo hội, đã phải phủ phục nhận quyết định từ thế lực cầm quyền. Ban tôn giáo đã đánh mất Phật giáo như thế nào? Phật giáo đã bị thu lại thành một đoàn thể quần chúng trong mặt trận tổ quốc. Hàng giáo phẩm Phật giáo được bổ nhiệm như quan chức nhà nước. Giáo quyền do thế quyền chủ động hành xử và chỉ còn đóng vai trò lễ nghi, thụ hưởng. Giới luật nhà Phật triển khai và ứng dụng bị vận dụng hay cưỡng chế bằng pháp luật xã hội nội dung hoàng pháp, hộ pháp và trạch pháp do thế quyền chỉ đạo. Tăng ni và Phật tử biến tướng thành khối quần chúng phụ thuộc vô danh. Trong một hoàn cảnh như thế, tuy Phật giáo vẫn còn tồn tại, thậm chí phát triển tưng bừng, hoa hoài hơn, nhưng chỉ là hình tướng và phương tiện nên phàm tăng, tục chúng nhiễu loạn cửa thiền càng trầm trọng. Chân tăng, thiện tri thức và tín chúng thì rút lui vào im lặng, trong khi cảnh chùa viện Phật giáo càng ngày càng náo nhiệt như một bệnh dịch đang hoành hành. Bậc cao minh lắc đầu ngao ngán, phường phàm phu đắc trí vênh vàng. Cửa thiền rộng mở, nhưng không phải cảnh thiền môn thanh tịnh. Tam bảo trang nghiêm mà ngược lại, tam bảo bất an, nhân tâm náo loạn. Khi Phật giáo bị đánh mất, thì Phật sự đa đoan trở nên tha hóa, mập mờ và hỗn tạp với những hiện tượng bất pháp, vô minh, thân tàn, tâm diệt. Khi Phật giáo bị đánh mất, thì thiền môn bất tỉnh, chân tăng thối chuyển ma quỷ vận áo cà sa lên ngôi với những trò thuyết pháp mỹ tín đồ pháp ngôn dung tục nội hàm cầu thả và pháp trụ tà môn khi phật giáo bị đánh mất thì ba ngôi tam bảo chỉ còn một ngôi nhất bảo kim cang phật phật may ra yên vị trong lúc tăng bảo thoái trào và pháp bảo lung lay khi phật giáo bị đánh mất thì pháp nạn tự thân xuất hiện tu sĩ biến thành doanh nhân tín đồ phật tử biến thành những phẩm vật tế thần cúng dường vô điều kiện cho những dịch vụ ma vương như những trò lừa mị kiểu xá lợi Phật, cúng tế cầu vong, oang gia trái chủ. Trung trung mê tín dị đoan loạn động, công khai mà mọi người đều chứng kiến. Công án minh tuệ, hoàn không. Chữ không trong Phật giáo được các học giả phương Tây dịch ra thành nhiều cách, mỗi cách mang một nội dung khác nhau. Không, not, nothness, không có gì cả. Không, trống, không, nihility, hư vô, không, voidness, u không có tôi chọn khái niệm sau cùng này khi nhìn tấm ngân phiếu mình đã ghi lên đó số tiền bao nhiêu trả cho ai nhưng khi muốn hủy tất cả cái có thành cái không thì tôi viết trên chi phiếu đó một chữ đậm là void cái ngân phiếu thành ra thực tế có đó nhưng nó hoàn toàn trống rỗng không mang một cái có thực hữu nào cả khái niệm này chỉ ra rằng tất cả các hiện hiện tượng đều không có bản chất tự thân và không tồn tại độc lập mọi vật đều phụ thuộc lẫn nhau và chỉ tồn tại do các nhân duyên hợp lại Câu án, nói một cách phổ thông và dễ hiểu, là những lời nói, việc làm, động thái, sự kiện nhưng chúng ta không thể hiếu hay tìm ra ý nghĩa rõ ràng của nó bằng kiến thức, cảm quan, suy luận theo ý nghĩa thông thường mà chỉ có thể thâm nhập hay nhận thức nó bằng trực giác. Từ mấy hôm nay, hiện tượng minh tuệ làm tôi suy nghĩ. Tuy mọi sự kiện xoay quanh nhân vật này trong suốt như pha lê, thật như đếm, rõ như ban ngày, dễ hiểu như hơi thở của chính mình. Thế nhưng tôi cũng như nhiều người vẫn mịt mờ không hiểu nổi vì sao như thế. Hàng triệu con mắt, tấm lòng và cảm quan đã dồn về tu sĩ Minh Tuệ, đều thấy rõ rằng nhân vật này không có gì đặc biệt cả. Kiến thức Phật học sơ cơ, chẳng có một danh vị nào để xưng tán, chưa được đăng đàn thọ giới, chưa từng qua chùa viện tu trì, không nói một câu Phật lý nào minh triết, chẳng kinh kệ sớm hôm. Nghĩa là không một dấu chỉ có sự trói buộc nào vào những quy lệ thường tình của một người xuất gia theo Phật truyền thống, thế nhưng tu sĩ Minh Tuệ có cả một vùng hào quang vô hình trong suốt bao bọc và tỏa chiết đến mọi người. Cái tôi không còn bám chấp, danh lợi là hư không, tham sân đều xả bỏ. Ái dục đã xa lìa, cái ngủ cái ăn chỉ đủ để duy trì sự sống, bệnh tật sống chết không màng, tiền bạc của cải vật chất không bao giờ dính tay, lấy khổ hạnh du phương làm an nhiên tự tại cái tánh hữu đời thường của tu sĩ Minh Tuệ, phảng phất đạo vị tánh không tự tại của nhà Phật. Những ngày theo dõi khá thường xuyên con người và hành trạng của tu sĩ Minh Tuệ, thoạt tiên tôi cho đó một nguyên cớ, một giọt nước tràn ly của một cái ly đã gần tràn. Chất liệu chứa đầy trong ly mang một nội dung tượng trưng mà rất thật, đó là Phật giáo Việt Nam với đủ tướng trạng, nội hàm cùng phong cách sinh hoạt của chùa viện, tu sĩ và đại chúng. Tôi đã viết một tham luận nhỏ có đề tài là tu sĩ Minh Tuệ, giọt nước tràng ly, nói lên cảm tưởng của mình về Phật giáo Việt Nam trong tầm quan sát và hiểu biết trực tiếp cũng như gián tiếp của mình. Theo dõi bước chân của tu sĩ Minh Tuệ và phản ứng của quần chúng trong cả nước và thế giới, quan tâm từng giờ, từng phút, suốt đêm ngày, ai cũng tự hỏi rằng, sức hút và phép lạ nào đã quyện vào một nhân vật trơn chất, thật thà, đạo hạnh gần như vô danh trong chỉ vài ba tuần trước đó nay bỗng nhiên lại trở thành đối tượng siêu quần bạt chúng làm sôi động cả nước như thế. Thử lật ra vài trang sử các phong trào quần chúng trên thế giới có sức hút tương tự, còn ghi dấu trong ký ức của mọi người như Tankman, người thanh niên trẻ tuổi vô danh một mình, tay không đứng chặn cả đoàn xe tăng 59 chiếc, đang dầm dập tiến vào thiên an môn để đàn áp phong trào quần chúng đòi tự do và quyền sống tại Trung Quốc ngày 5 tháng 6 năm 1989. Chỉ một phút trôi qua với ống kính của Jeff Widener của AP, Tankman đã trở thành biểu tượng thiên thu về lòng can đảm của người dân yêu chuộng tự do và sự hung tàn của thế lực đàn áp. Hình ảnh người phụ nữ da đen không chịu nhường ghế dành riêng cho người da màu, cho một thanh niên da trắng trên một chuyến xe buýt phân biệt chủng tộc tại Montgomery năm 1955 đã làm dấy lên phong trào chống phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới và bao nhiêu cá nhân yếu đuối vô danh vươn lên như ánh đèn như tia chớp như giọt nước tràn ly như tiếng chuông cảnh tỉnh gây nên những phong trào quần chúng nhất thời hay lâu dài địa phương hay toàn diện đứng lên đấu tranh đòi hỏi sửa sai đối với sự sai lầm chấn hương đối với tình trạng thoái trào trừng phạt đối với tội ác người đóng vai khởi động vô tình hay cố ý dù chỉ thoáng qua hay lâu dài một khi tạo ra được tác dụng tích cực hay ảnh hưởng tốt đẹp trong quần chúng sẽ mãi mãi trở thành biểu tượng chiếu rọi âm u thành ánh sáng. Sớm hôm nay, ngày 3 tháng 6, năm 2024, được tin là tu sĩ Minh Tuệ đã tình nguyện chấm dứt cuộc đi bộ hành cước khổ tu. Hình như hết thảy, những người mà tôi được gặp hay tiếp xúc qua mạng lưới truyền thông sẽ không có ai ngạc nhiên nếu có sự cố nào xảy ra cho tu sĩ Minh Tuệ. Kể cả cái chết bất đắc kỳ tử bởi bất cứ cách xếp đặt hay phương tiện nào xảy ra. Điều quan trọng nhất, tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật. Là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp Nam Châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo. Chân chính căn bản là như thế nào? Tuyệt nhiên, không phải là những màn múa may thời mạt Pháp với những tăng, ni bà đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường. Ước mong và cầu nguyện chúng ta nên thực hành theo con đường trung đạo của nhà Phật, không thái quá mà cũng chẳng bất cập. Kẻ tham lam xin dẹp bớt lòng tham, người khổ hạnh xin nhẹ dần khổ hạnh cảm ơn tu sĩ minh tuệ đã đem hạnh tu trong sáng của người tu sĩ theo phật để giúp khai thị hay nhắc nhở cho những ai trong tứ chúng phật tử hiện tiền đã và đang cố tình hay vô tâm đi sai đường tránh đạo xin kính chúc tu sĩ minh tuệ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng được viên thành đạo quả